Wow, một tràng pháo tay được không ạ? Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Long. Cho mình hỏi một chút là bây giờ cái sản phẩm D03 mới của mình ý, thì là mức độ chân thật của mình đến mức độ nào? Với câu hỏi này thực sự cá nhân tôi cũng rất là tò mò. Và xin phép được cho tôi đem đến một bí mật của game show, của game khi nãy mà chúng tôi chưa công bố. Và ngay bây giờ, xin mời thí sinh số 01 sẽ xuất hiện trên sân khấu. Và xin mời thí sinh số lại báo danh số 01 ạ. Xin mời anh ạ. Để nói về độ thật của tóc giả mà chúng tôi mang lại. Bây giờ thì có lẽ là câu trả lời tôi sẽ dành lại cho anh Đức cùng với thí sinh số báo danh số 01 ạ. Vâng, chắc hẳn là trong khoảng 2 tuần trở đây thì mọi người thông qua những kênh truyền thông của tóc giả thì đã nắm bắt được về cái sản phẩm D03 Plus này. Đây là một cái sản phẩm có thể nói là nó ứng dụng công nghệ tóc giả mới nhất hiện nay trên thế giới. Và hiện tại thì Vua Tóc Giả là cái đơn vị đầu tiên ở Việt Nam đã có cái sản phẩm này trong tay. Và ngày hôm nay thì mình sẽ gọi là đập hộp cái sản phẩm D03 Plus này để mọi người cùng xem cái độ chân thật của nó như nào ạ. Wow. Ôi quý vị thân mến. Wow, một tràng pháo tay được không ạ? Thật khó tin bởi vì từ đầu đến giờ chúng ta đều không nghĩ là thí sinh số danh 01 đang sử dụng sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay. Và tôi tin chắc rằng với điều đặc biệt này thì cũng sẽ dấy lên trong lòng chúng ta những tò mò nhất định về sản phẩm. Khi mà cái bộ D03 Plus này ra đời thì Vua Tóc Giả là quyết định là thay đổi lại về cái kỹ thuật sử dụng một chút. Đó là chúng ta ở phần viền chúng ta sẽ sử dụng keo. Với những loại keo có thể là để mà mình dán. Khi mà dán thì cái phần viền nó sẽ sát với lại da đầu và tạo cho người đối diện một cái cảm giác là tóc như đang mọc từ da đầu mọc ra vậy. Xin cảm ơn. Quý vị thế nào ạ? Câu trả lời này thế nào ạ? Có xứng đáng một tràng một phỏng tay to hơn nữa không ạ? Vâng, và xin được cảm ơn thí sinh số danh số 01 ngày hôm nay. Và xin cảm ơn chị Vân cũng như anh Đức về những câu trả lời, về những hỏi đáp thắc mắc này. Và tôi tin chắc rằng sau những câu hỏi vừa rồi, sau những câu trả lời vừa rồi thì chắc chắn các bạn sẽ còn rất tò mò về sản phẩm D03 Plus. Và xin mời hãy cùng đến với chúng tôi để có thể trải nghiệm trực tiếp sản phẩm này. Bởi vì hiện tại thì chúng tôi chưa có tại thị trường, nhưng đã có sản phẩm để cho các bạn có thể được trải nghiệm. Vâng ạ, bây giờ thì chúng tôi sẽ đặt lại vào vị trí cũ ạ. Các bạn có thể quan sát ngay nha. Rất dễ để sử dụng ạ. Vâng, và một vài đường nét. Theo thói quen của nam giới, lúc mà vuốt tóc lên thì mọi thứ nó sẽ đi vào đâu vào đấy ngay. Vâng, một tràng pháo tay cho siêu phẩm D03 Plus ngày hôm nay. Vâng, và quý vị thân mến, như vậy là chương trình ngày hôm nay của chúng ta đã... Vua Tóc Giả đưa anh trở lại thanh xuân.